Những nội dung trong live stream này đã được thầy Bình Nam Dược kiểm duyệt. Quý vị có câu hỏi cần giải đáp thêm, có thể để lại bình luận bên dưới live stream này. Mẹo giải độc gan, làm khỏe gan ngay tại nhà. Rất đơn giản, chỉ bằng một nắm đậu xanh. Đậu xanh không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng được sử dụng hàng ngày, mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giúp mát gan, thanh nhiệt, giải độc, điều trị chứng ngộ độc thức ăn. Đậu xanh được coi là một loại thực phẩm được sử dụng khá phổ biến, cung cấp rất nhiều vitamin và các chất xơ hòa tan. Theo đông y thì đậu xanh bản chất có vị thanh ngọt nhưng hơi tanh. Nhờ có tính hàn và vô độc nên rất thích hợp để thanh nhiệt giải độc gan, làm mát gan. Khi gặp phải thời tiết oi bức khiến cơ thể mệt mỏi khó chịu, thậm chí là rơi vào tình trạng sốc nhiệt dẫn tới đổ bệnh, thì các món chế biến từ đậu xanh không chỉ là giúp bạn giải độc gan, làm mát gan, ngừa mụn mà còn tăng sức đề kháng của cơ thể, bổ sung dưỡng chất, nhanh chóng lấy lại sức khỏe, hoạt động cũng từ đó mà dễ dàng hơn. Biết đến những công dụng này, hôm nay Mẹo Sống Khỏe VTT7 xin được chia sẻ với các bạn một cách làm chè đậu xanh giúp giải độc, làm mát gan. Đây được coi là bài thuốc hữu hiệu để chống lại bệnh gan gây mệt mỏi, ngộ độc. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là đậu xanh. Nguyên liệu thứ hai là bột sắn dây. Nguyên liệu thứ ba là đường phèn. Và cuối cùng là ba lá nha đam tươi. Đây chính là bốn nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Với bốn nguyên liệu này thì chúng ta có cách thực hiện như sau. Đầu tiên với đậu xanh, mình sẽ ngâm đậu xanh vào trong nước ấm khoảng 1 tiếng nhé. Việc này sẽ giúp cho ninh nhừ đậu xanh trở nên dễ dàng hơn các bạn ạ. Trong lúc chờ đậu xanh thì mình sẽ sơ chế đến nha đam. Với nha đam, chúng ta chỉ sử dụng phần gen trong suốt ở bên trong thôi. Cách lấy phần gen này bên trong thì rất đơn giản. Đầu tiên, bạn gọt bỏ hai gai ở hai bên nó đi. Sau đó, bạn sẽ dùng dao gọt sạch phần vỏ xanh ở bên ngoài. Các bạn hãy cùng quan sát mình thực hiện nhé. Vậy là mình đã tách được phần gen nha đam rồi đấy. Bạn cho phần gen này thu vào một cái bát. Bạn cho vào bát này một chút nước. Sau đó bạn sẽ cho muối vào. Bạn hãy rửa sạch phần nhựa của nha đam đi nhé. Nha đam sau khi đã được làm sạch thì mình sẽ cắt thành hình hạt lựu vừa ăn. Đây chính là phần nha đam mà mình đã sơ chế xong. Tiếp theo là tới bột sắn dây, mình sẽ cho vào một chút nước lọc. Bạn khuấy đều để bột sắn dây tan hết vào nước.
với phần đậu xanh sau khi đã ngâm xong, mình sẽ vớt đậu xanh ra và cho vào một cái xoong. Bạn cho vào trong xoong này khoảng 400ml nước lọc. Bạn cho xoong này lên bếp và đun sôi cho mình. Nồi đậu xanh của chúng ta đã sôi rồi đấy. Chúng ta sẽ đun cho đậu nhừ ra nhé. Các bạn thấy không? Những hạt đậu xanh của chúng ta đã chín nhừ rồi đây này. Bây giờ mình sẽ cho nha đam vào. Sau đó là đường phèn. Tiếp đó là bột sắn dây. Với bột sắn dây thì bạn cho một ít thôi nhé. Bạn nhớ là đun nhỏ lửa và liên tục đảo đều tay. Bây giờ thì bạn có thể tắt bếp đi và để hỗn hợp nguội bớt đi rồi. Đây chính là nồi hỗn hợp mà chúng ta cần. Mình sẽ đổ nó ra một cái bát để các bạn xem. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách làm mát gan tại nhà này. Món chè đậu xanh nha đam sẽ ngon hơn khi bạn dùng lạnh. Vì vậy, bạn có thể cho bát chè này vào trong tủ lạnh, khi nào ăn thì lấy ra ăn. Thời tiết oi bức những ngày hè khiến cơ thể bạn mệt mỏi, khó chịu, thậm chí là rơi vào tình trạng sốc nhiệt, dẫn đến đổ bệnh. Thì các món ăn chế biến từ đậu xanh không chỉ giúp bạn giải độc gan, trị mụn trong mùa hè, mà còn được dùng để làm đẹp và chữa bệnh hiệu quả nữa. Hy vọng là với cách nấu chè đậu xanh nha đam này, các bạn có thể trổ tài ngay khi nào muốn ăn và muốn thể hiện tay nghề cho gia đình cùng thưởng thức nhé. Xin chúc các bạn thành công. Các anh các chị thân yêu, nếu cần Bình chia sẻ thêm về cái thuốc quý hay cách điều trị những bệnh gì, xin vui lòng inbox hoặc comment ngay vào video này. Bình sẽ làm các video tiếp theo để chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.